Rồi, mến chào các bạn. Ở đây là ô tô Lê Hiếu, địa chỉ là quốc lộ 1A, khu phố Phú Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai ha. Thì nếu mà anh chị em nào có nhu cầu thì hãy bấm vào chữ xem thêm, vào phần mô tả, bấm chữ xem thêm tiêu đề vào phần mô tả. Rồi các anh chị em sẽ vào trong đó lấy số điện thoại và địa chỉ đồ này nọ trong đó ha. Thì mình sẽ ghi trong đó cho nó rõ ràng chút xíu ha. Rồi thì ở đây thì hiện tại giờ mình thấy là có phía trước mặt chúng ta của salon là có 4 chiếc ô tô Innova. Phía trên này được có cái là ông chủ báo giá hết luôn. Thì giá chiếc này là 215 triệu Toyota Innova năm sản xuất 2006, động cơ 2.0, xe số sàn, giá 215 triệu. Thì mình xem thử ha, xem nhanh đi ha. Về phần bên ngoài thì xe đã được dọn tốt, đồ rất là đẹp. Vỏ lốp thì sử dụng vỏ Michelin luôn mới giữ ha, xịn mâm đúc luôn. Chiếc này mâm đúc luôn. Các bạn nhớ biển số thì để gọi cho ông chủ nha, 72A24302. Rồi, rất là đẹp. Ốp kính nè, chiếu hậu, vỏ sau, vỏ lốp sau cũng vậy, rất là đẹp luôn, mâm lốp. Ngoài dàn áo bên ngoài thì khỏi chê rồi. Có camera cam lùi, có báo là lùi, cảnh báo lùi. Innova 2.0 bản G ha. Vỏ lốp đồ bên trong bên ngoài về bên ngoài thì đẹp rồi đó. Bây giờ chúng ta vào bên trong thân xe thử ha. Rồi, đây. Thì cái này các bạn muốn xem cho rõ hơn thì Zalo với ông chủ ha. Rồi xem coi có cái bằng cửa ngõ đồ này nọ là như thế nào ha. Sùng chỉ đồ này nọ thì cam kết giữa ông chủ và cái người mua ha. Về phần nội thất thì mình thấy da đồ bọc rất là đẹp, nỉ trần nỉ nguyên zin ha. Coi chạy được nhiều km rồi. Rồi, xe chạy được 110.915 km, xe có màn hình nè đó, màn hình cam rồi. Nội thất thì quá đẹp rồi, không có chỗ nào chê. Rồi bên này cũng vậy, rồi rất là đẹp ha. Rồi ok, mình sẽ đi qua chiếc kế tiếp. Rồi, đây là chiếc Toyota Innova, biển số 60 Đồng Nai, 2008, động cơ 2.0, số sàn, giá 248 triệu. Xe đã được dọn rất là đẹp rồi, dọn tốt, đồ rất là đẹp. Thôi, ốp kính sáng bóng luôn, đẹp quá. Tay nắm cửa sáng giới luôn. Rồi, bản G rất là đẹp. Vỏ lốp thì mình thấy rất là đẹp đó, mua về chỉ việc chạy thôi, khỏi tốn tiền mua bộ vỏ 8-9 triệu, 9-10 triệu. Ôi, bộ vỏ còn rất là đẹp luôn. Rồi, vỏ lốp đẹp, mâm đúc ha, mâm đúc luôn. Rồi chúng ta vào xem bên trong phần nội thất coi. Rồi, trần thì trần 3D ha, nội thất da trần 3D. Xe này chắc qua dịch vụ rồi, có qua dịch vụ không? Chắc không qua dịch vụ các bạn. 106.320. Xe có lên màn hình đồ đầy đủ ha. Cửa đóng còn rất là êm luôn. Rồi, đây. Ghế già sàn 4D. Rồi, cửa đóng cực êm. Rồi, rất là đẹp ha. 60A26371. Rồi tiếp theo nữa, một chiếc Toyota Innova bản G ha. Rồi mình xem giá thử coi ha. Innova bản G, năm sản xuất 2006, động cơ 2.0, xe số sàn, giá chỉ có 215 triệu thôi. Con này nhìn nó rất là đẹp các bạn nha, rất là chất ha. Biển số 79A13217.
nhìn rất là chắc. Rồi, mâm đúc luôn, xe không thèm rửa luôn, chắc mới về quá. Chắc mới về, xe chưa dọn mà đẹp cỡ này các bạn. Hô, rất là đẹp ha. Có camera lùi luôn. Xe này mình nghĩ chắc xe gia đình quá. Đúng rồi, xe gia đình các bạn, xài rất là kỹ, trần nỉ zin luôn nè. Đó, bọc đẩy thôi ha. Da, ghế da. Nội thất còn rất đẹp ha. Con này nội thất đẹp á, nước sơn đồ này nọ cũng đẹp nè. Rồi. Rồi, ở đây có ghế lót bằng tre rồi, rất là mát mẻ ha. 90.626 km thôi, xe này đúng là xe gia đình rồi. Có màn hình OLED đồ này nọ đầy đủ ha. Rồi. Rất là đẹp. Chiếc này quá ok đó. Rất là ok. Rồi, giá chỉ có 215 triệu thôi. Và tiếp theo cũng một con biển số 60A luôn, 60K. 60K năm số xe này, để mình xem coi sản xuất năm nào. Chắc qua lần chủ rồi, sau bản số K là bản số mới đây rồi. 255 triệu số sàn. Sản xuất 2012 mới đây mà ta. Năm sản xuất 2012, động cơ 2.0 số sàn, giá 255 triệu rẻ dữ ta. À, cái này mâm của nó không phải mâm đúc nè, mâm ốp nè. À. Rồi. Bản G luôn hả? Diploma bản G. Bản G. Rồi. Phần bên ngoài thì thấy quá đẹp rồi. Xe nội thất bên trong cực kỳ đẹp sang luôn. Xe này chắc chắn là xe gia đình rồi. Rất là đẹp, nội thất bên trong rất đẹp các bạn nha. Rất là đẹp luôn á. Rất là đẹp ha. Dán mấy tấm này nữa nè. Đi nóc đồ nè, cửa ngày đó đồ rất là đẹp luôn. Wow. Xe này chắc có lẽ xe đấu giá. Xem coi giờ chạy bao nhiêu. 155 ngàn. 900 tính là 156 ngàn rồi. Đồng hồ zin của Toyota luôn. Đó, màn hình zin của Toyota luôn. Bánh trước xem. Vỏ lốp thì mới thay, mới ken. Quá đẹp. Vỏ 195. À, đúng không? Vỏ tùm lum hết. Thấy đẹp cái cũ. Đây coi. Vỏ còn cao mà. Hơi xấu chút. Rồi, chiếc này 255 triệu. Biển số 60K32002. Chiếc 215 triệu. 6079A13917. Rồi, chiếc 60A26371. Số sàn giá 248 triệu. Rồi. 72A24302 giá 215 triệu. Wow. Như vậy là giá từ 215 triệu ha. Là có một chiếc xe. Rồi, nếu quý khách có nhu cầu thì cứ alo. Giúp chủ bấm vào xem thêm vào phần mô tả video ha. Để lấy số điện thoại nha. Rồi, mến chào anh em.